trong từ điển của những cô gái khỏe đẹp toàn diện. Mùa xuân mong manh như phấn hoa, mùa thu có lá vàng rơi xào xạc. Mùa đông là mùa gió heo mây về. Còn mùa hè? Mùa hè là mùa biển gọi. Tại sao ư? Là vì biển xanh, sóng vỗ với bờ cát trắng đã in sâu trong những giấc mơ đêm hè. Mùa biển đẹp nhất trong năm đang vẫy gọi. Nào, cùng Thùy Trang và Kim Hằng chuẩn bị hành lý khỏe đẹp ngay thôi. Sammy! Ủa Hằng? Chị Sammy, cô chủ nhỏ của Bon Bikini Studio. Đến đây gặp Sammy ngày hôm nay á, bởi vì Hằng với Trang chuẩn bị đi biển. Mà tình hình Sammy biết rất chi là tình hình. Tại vì Sammy biết sao không? Trang thấy thường á, những cái bạn mà mặc bikini đẹp á, là những cái bạn có vóc dáng chuẩn nè, hoặc là mình dây. Nhưng mà thực tế cái dáng của Trang thì chắc Sammy cũng thấy rồi. Đó, hay chưa? Lúc nào cũng tự ti dòng eo của mình hết á. Cho nên là mấy bữa nay chuẩn bị đi biển mà tâm trạng không có vui gì hết á. Sợ là chụp hình không có lên được mấy tấm hình đẹp để mà khoe với bạn bè, đúng không? Đúng. Ngày hôm nay thì Sammy có thể tư vấn cho Trang để mà có những cái bộ bikini hợp với vóc dáng mình đi. Ok. Thì là tâm lý của Trang á, cũng là tâm lý của rất nhiều cô gái Việt Nam luôn. Là đa phần các bạn đều nghĩ là chỉ có người mẫu thì mới mặc bikini đẹp thôi. Nhưng mà Trang biết không, bất kỳ cô gái nào cũng đều có thể mặc bikini đẹp hết. Miễn là mình biết cách chọn bikini phù hợp với mình. Vậy thì thôi, sẵn đây Sammy có thể tư vấn cho Trang, Hằng cũng như là các bạn khán giả của Khỏe Đẹp Toàn Diện cách chọn bikini như thế nào cho đẹp. Một bộ bikini đẹp là một bộ bikini vừa vặn với vóc dáng của mình. Hình như là Hằng nghe nói vóc dáng thì Hằng mới để ý là có rất là nhiều vóc dáng nha. Như là quả lê, quả táo, đồng hồ cát, rồi hình thức kẻ. Ủa, nhiều vóc dáng lắm á Sammy. Là các cô gái mà có vóc dáng hình quả táo, nghĩa là phần hông mình nó hơi nhỏ, mình sẽ chọn những cái bộ bikini một mảnh. Mình có thể cách điệu nó là cách ao ở vùng eo để tạo cảm giác hơn, phần dưới mình nó nhỏ hơn. Còn đối với các cô gái mà có dáng người quả lê á, như là vóc dáng của bạn á, thì nên chọn những kiểu quần có cạp cao. Mình có cạp cao. Và quan trọng phải là tối màu nữa. Và đi kèm á là những kiểu áo buộc dây ở cổ, thì có cái dây bản dây to bản sẽ giúp tăng kích cỡ của vòng một của mình. Vậy còn cái dáng hồi nãy Hằng nói là dáng thước kẻ thì sao Sammy? Dáng thước kẻ thì cái điều quan trọng để làm nổi bật cho cái dáng thước kẻ đó là mình nhấn mạnh vô cái vòng 1 và vòng 3. Vì vậy là đang khuyến khích các bạn nên chọn những cái mẫu áo có bèo dúng ở phần ngực, hay là bắt mắt đúng không? Những cái vải tua rua chẳng hạn. Và đi kèm đó là quần. Quần đi theo có dây buộc ở hai bên thì sẽ tạo cảm giác là cái hông của mình nó to ra nữa. Còn cái vóc dáng cuối mà cái vóc dáng phải nói là chuẩn nhất, đó chính là đồng hồ cát. Bạn nào sở hữu cái dáng người này thì thật sự là rất là may mắn. Tại vì đa phần các kiểu bikini thì đều phù hợp với lại cái vóc dáng này hết. Sammy ơi, hình như Kim Hằng thấy là vóc dáng của Trang chính là đồng hồ cát không? Chính xác luôn, đồng hồ cát á. Mà nó hơi lỗi chút. Thực sự ra thì Trang cũng giống đồng hồ cát, nhưng mà cái phần eo ở giữa thì nó lại không được thon nhỏ giống vậy. Hằng cười nhưng mà không có cười. Trang bị hơi to con thì không biết là với cái vóc dáng này thì loại bikini nào sẽ phù hợp ha? Vóc dáng to con mình sẽ phù hợp với các loại bikini là bikini nó kiểu nó hơi thể thao một chút. Và màu sắc của nó cũng hơi tương phản một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Thì còn Kim Hằng thì sao? Hằng không có quan tâm về kiểu dáng mà quan tâm về màu sắc. Bởi vì nè, sao mới thấy không, da của Hằng nè, nó nâu nâu, nó ngăm ngăm á. Hằng sợ là mặc với những cái dạng bikini mà sặc sỡ của mùa hè thì nó không có hợp. Xu hướng của hè này á là những gam màu chói, gam màu nổi, màu neon, kiểu như là màu hồng, màu cam, màu xanh. Thì cái những cái màu nổi đó rất là hợp với da ngăm luôn á. Nghe chưa Trang? Vấn đề của Hằng cũng được giải quyết. Còn một cái nhỏ nhỏ xíu nữa thôi, Trang hỏi Sammy luôn, thì không biết là cái xu hướng năm nay mình là sử dụng họa tiết gì ha? Thì mình có thể kể đến những cái họa tiết nổi bật như là họa tiết sọc, họa tiết hoa chẳng hạn. Mà nói nãy giờ thôi chắc là mình đi lựa đi ha. Hỏi lại đúng không? Bí quyết rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi.
Trang và Hằng sẽ đưa ra những set bikini gợi ý cho các bạn gái có thân hình giống Trang và Hằng nhé. Đầu tiên là một set cho Trang với bikini đen, có dây đeo cổ, thêm một chiếc áo khoác kimono họa tiết trắng đen, dép tông xám và phụ kiện. Set thứ hai của Trang là bikini kiểu dáng thể thao với màu sắc đối lập. Các bạn cũng có thể phối thêm quần boxing màu neon. Còn Hằng, theo lời tư vấn của Sammy, Hằng chọn một bộ bikini cơ bản màu xanh dương, áo tank top hồng dạ quang và một đôi tông rực rỡ. Tiếp đó là bikini cua rua hồng nhạt cùng áo khoác kimono họa tiết hoa, thêm kính hồng và phụ kiện lấp lánh. Anh Phạm Nguyễn Thái Duy, huấn luyện viên Fitness and Body Building tại Fit 24. Dạ. Lâu quá em thấy em đi tập. Dạ. Dạo này thấy em mập rồi nha. Ôi trời, thật là đúng quá đi. Em mới gặp anh mà anh bỡ em mập mà anh Duy. Nhưng mà sắp tới thì em với Kim Hằng, hai chị em quyết định là đi biển chơi. Dạ. Cho nên là tới đây nhà anh Duy giúp cho tụi em một số bài tập để có thể có cái thân hình thon gọn hơn khi mà mình đi mặc bikini. Ok, đi biển luôn ha. Dạ. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn tụi em một vài động tác nó liên quan đến cái phần đùi và cái phần eo của mình á. Dạ. Để cho nó cái body của mình hấp dẫn hơn khi mình mặc bikini. Thích tập đùi, tập eo luôn anh. Đúng. Nhưng mà cho em hỏi là bài tập của mình mệt không anh? Nó không có mệt lắm đâu em. Vừa vừa thôi. Vừa vừa hả? Vừa vừa của anh Duy chắc phải để coi lại á. Trang có kinh nghiệm rồi đúng không? Đúng rồi. Thôi giờ Hằng muốn tập liền quá rồi. Thôi vậy thôi mình vô tập luôn rồi. Anh ha. Ok. Để coi mình đi về hướng này nha. Dạ. Dạ. Ok. Đây là động tác số 1. Dạ. Thì mình bước rộng hai chân ra bằng vai. Từ từ ngồi xuống ha, hai tay di chuyển lên phía trên. Xuống mình hít vào và đứng lên mình thở ra, hạ hai tay về ban đầu. Trong động tác này mình làm 15 lần. Xuống hít vào, lên thở ra, hai tiếp luôn. Cho em mình ngồi sâu xuống một xíu. Đúng chưa anh? Động tác thứ hai mình cũng nâng cao hơn xíu, mình tập với dụng cụ là những cái tạ đơn. Đây là cái tạ cho. Dạ. Sao nó mini vậy anh? Nó nặng lắm. Nó bao nhiêu anh? Đúng rồi. Nó có 1 ký rồi em. Vậy là hai bên 2 ký á Trang. Thì ở cái động tác thứ hai mở rộng hai cái bàn chân mình ra hai bên. Tạ thì mình đưa lên vuông góc với vai. Và cũng giống như bài tập trước ha, mình tập một bài 15 lần. Xuống hít, lên, đẩy tạ lên, thở ra. Một, xuống hít vào, lên, thở ra. Hai, cho em Hằng làm tiếp luôn mình ha. Khi làm cái 4 rồi đó, Hằng chưa làm cái 4 phải làm lại đi. Rồi, làm cái thứ. Bây giờ 5 nha, giờ 5 nha. Bây giờ 5 nha. 5. Thì tập cho bài tập này nó giúp mình đánh tan phần mỡ ở bên hai vùng này ha. Thôi, mình kết thúc bài thứ 2. Bài tập thứ 3 thì nó có tác dụng là vào phần đùi và phần mông của mình. Mình cũng đứng hai chân rộng bằng vai. Bước chân phải lên phía trước. Mình hạ trọng tâm là cái chân trái nha, 90 độ thôi. 2. Rồi đứng lên lại. Chân sau mình nhón lên ha. Đúng rồi, mình ngước mặt lên ha. Mình đổi chân ha. Thì lần này để nâng độ khó lên mình xuống. Hít. Lên thở. Và mình tập thêm tay. Xuống. Xuống hít. Lên thở, mình tập thêm tay. Cố lên, cố lên. 9. Chân này lúc nào mình cũng nhón lên nè. Lần cuối thôi. Thôi. Ở động tác tiếp theo, nâng cao một độ khó lên một tí xíu và nó vào vừa đùi và vừa bụng của mình luôn. Thì hai tay mình vẫn chống eo, hai chân mình rộng bằng vai ha. Mình bước chân phải ra phía sau. Mình hạ trọng tâm chân phải xuống. Mình bước lên và đá đầu gối lên phía trước, xuống hết. Lên thở ra. Thì khi mình lên đá đầu gối lên như vậy á, mình tập trung vào cái phần bụng của mình nữa. Mình có hấp bụng lại không anh? Đúng rồi, nhịp độ tăng lên tí ha. 1. Đổi qua chân trái, xuống hít, lên thở ra. 1. Nhanh hơn xíu nè. 1. Thì ở bài tập cuối này, hai chân mình cũng đứng rộng bằng vai và hai tay mình chống eo. Đầu tiên mình tập với cái phần chân phải, mình bước hết sang bên trái. Ngồi xuống, đứng lên lại,
trả về vị trí ban đầu. Tiếp luôn. Động tác cuối này hai bạn tập rất là tốt nha. 10 mình còn 5 cái nữa. Bây giờ mình làm nhanh hơn một xíu với chân trái. Thở ra nha. Mười lăm. Xong. Yeah. Nhưng mà chưa xong đâu. Anh muốn hai tụi em ôn lại giùm anh 5 cái động tác mình vừa mới tập. Mà không có anh đứng kế bên. Không sao anh, vừa đẹp vừa khỏe. Tụi em được, cố gắng làm được. Dạ anh ơi, em có đặt phòng. Ê, nước kìa anh. Dạ. Em gửi chìa khóa phòng. Dạ, cảm ơn anh. Đây, nước nha. Hằng ơi, Hằng có nghe gì không? Nghe gì? Đó, đó. Trời, trên đây nghe tiếng sóng biển vẫy gọi kìa. Tiếng sóng biển Hằng có nghe. Nhưng mà Hằng nghe cái tiếng Trang đang sến súa đóng phim Hàn Quốc thì nhiều hơn. Trang là háo hức lắm, chỉ muốn đi tắm biển liền thôi à. Biết là muốn đi tắm biển liền. Nhưng mà mình mới vừa đi xe xuống, tóc tai bù xù, nghe sắc chị nó tàn phai quá, cho nên bây giờ phải đi lên tốt lại thì có đẹp để mà đi chụp hình. Đi 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 à. Đi 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 liền đi. Bây giờ thì Kim Hằng sẽ chia sẻ với các bạn một vài kiểu tóc đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp để tung tăng dạo biển nha. Biển xanh thì có sóng vỗ, còn Kim Hằng hiện tại thì có tóc sóng giận. Để thực hiện kiểu tóc này thì vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần chuẩn bị một dụng cụ để uốn tóc. Nhưng tóc nó hơi bị đơn giản, chỉ cần chuẩn bị những cái băng cài tóc. Và đã xong được kiểu tóc đầu tiên. Kiểu thứ hai, chúng ta sẽ cùng làm điệu với khăn turban. Lần này thì tóc vẫn để xõa nha. Đây, bắt chéo qua phần trán, sau đó các bạn vòng ngược lại và quay về phía sau để cột cố định. Đơn giản đúng không nào? Sau đó thì chỉ việc điều chỉnh sao cho chiếc khăn thật là xinh xắn. Chỉnh tóc cho gọn gàng vào. Thế là xong kiểu thứ hai. Đi biển thì điệu đà là một điều tất nhiên, nhưng mà nhiều lúc chúng ta cũng phải cần một cái sự tiện lợi. Bây giờ kiểu thứ ba, Kim Hằng sẽ thực hiện kiểu là cột cao. Trang trí với khăn chúng ta sẽ để giống như là cài băng đô vậy. Rồi, kéo hết phần tóc lên trên. Với kiểu này thì các bạn có thể để phồng phồng xù xù lên thì nó càng dễ thương. Dùng phần tóc này quấn thành một cái búi tóc ở phần trên. Với phần khăn thì chúng ta sẽ điều chỉnh sao cho thật là dễ thương và xinh xắn. Cá tính lắm đó nha. Xong rồi. Kiểu cuối cùng ngày hôm nay. Kéo lên phần trán và xoay ngược lại, sau đó thì cột cố định ở phía sau. Với phần tóc này thì Kim Hằng sẽ thắt bính lại. Chúng ta phải thắt thật là lỏng để cho những cái bính tóc có cái độ phồng. Kéo nhẹ cái lọn tóc này ra. Như vậy là hoàn thành 4 kiểu tóc. Bây giờ chỉ có việc là thay đồ đi biển và tung tăng chụp ảnh mà thôi.
Làn da rám nắng đang là xu hướng được rất nhiều bạn gái ưa chuộng bởi vì nó mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn nhưng không kém phần hấp dẫn. Vì vậy, hôm nay Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang điểm với tông chủ đạo là màu nâu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên chính là vệ sĩ của làn da, kem chống nắng. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kem nền. Các bạn cũng có thể sử dụng BB cream hay là CC cream tùy vào làn da của mình. Chúng ta sẽ trang điểm chân mày. Các bạn có thể sử dụng mascara màu nâu, phần trang điểm mắt, phần màu nâu nhạt cho nguyên bầu mắt. Nhấn đuôi mắt bằng màu nâu đậm pha với một chút màu đen. Trang cũng sẽ sử dụng màu này cho phần mi mắt dưới. Bước kế tiếp sử dụng kẻ mắt nước. Bởi vì Trang sắp đi biển cho nên hôm nay Trang sẽ rút mascara thay vì sử dụng lông mi giả. Để tạo nên vẻ rám nắng, chúng ta sẽ sử dụng má hồng màu nâu hoặc là màu cam. Các bạn nhớ tán đều ra nha, đừng có lố tay như mình nha. Đầu tiên là màu nude cho cái nền của môi. Và kế tiếp sẽ là son màu cam cho lòng môi. Cuối cùng, một lớp son bóng sẽ làm môi của bạn lấp lánh. Các bạn nhớ mình chỉ sử dụng cho cái phần lòng môi thôi nha. Nếu mà mình trét lên nguyên cái môi thì người ta sẽ nghĩ là mình mới ăn mà quên chùi miệng. Và phần quan trọng nhất mang lại làm da rám nắng, chúng ta sẽ sử dụng phấn phủ tông màu nâu. Xong rồi, Trang đã sẵn sàng đi biển. Còn các bạn thì sao? Chào em. Chào anh. Chào anh. Anh Lê Việt Trung, quản lý nhà hàng và quầy bar tại Alma Oasis Long Hải. Anh ơi, hai đứa em vừa đi biển về, bây giờ cảm thấy là khát nước, muốn tìm một loại thức uống nào giải khát nè, nhưng mà phải mang hương vị của biển nữa nha. Không có cồn nha anh, với lại thêm cái phần nữa là đẹp da nữa. Hai cô bé này yêu cầu nhiều quá nha. Mà đặc biệt á là tụi em còn muốn biết thêm cách làm nữa. Ok, đơn giản mà, anh sẽ chỉ em làm. Ngày hôm nay hơi màu mè chút xíu bởi vì tụi em muốn vừa khỏe vừa đẹp. Thôi bây giờ mình bắt đầu luôn nha. Ok. Rồi. Món đầu tiên, Virgin Pineapple Mojito. Tên lãng mạn đó anh. Món này không có cồn như yêu cầu của em. Chúng ta mình bỏ vào khoảng 15 lá bạc hà. Dạ. Tiếp theo thì mình bỏ nửa trái chanh. Lấy luôn vỏ hả anh? Đúng rồi. Sau đó là mình bỏ thêm 3 miếng thơm, 2 muỗng đường vàng. Giữ cái ly và dầm á. Vậy là em thấy anh là như là mình vừa dầm mà mình nghiền đúng không anh? Chứ không rồi. Phải là mình dầm mạnh. Đúng rồi, mình vừa dầm mình vừa nghiền. Thì mình bỏ đá vào. Nó sẽ có vỏ mùi chanh. Vỏ chanh, mùi lá bạc hà và mùi thơm. Ba cái đó nó hòa quyện với nhau. Mình chỉ cần đổ nước soda vào. Cái nó đều lên một xíu. Rồi, thằng mời Trang.
nói chung là cảm giác là tuyệt vời. Và món thứ hai là sinh tố chuối với chanh dây là em muốn làm đúng không? Dạ. Đầu tiên mình cần một cái máy xay, em bỏ 2 trái chuối vô, thêm 2 trái chanh dây. Da ua khoảng 100ml. Rồi. Khoảng 50 phân nửa đúng không anh? À, em biết cái này cuối cùng em biết, mình bỏ đá vô đúng không anh? Chưa đâu em, mình thêm một chút xíu đường nữa đi. Xong, rồi bây giờ thức uống Hằng chuẩn bị dành riêng cho Trang. Nhưng mà Trang muốn Hằng uống thử à? Hằng phải tự nhận xét món Hằng làm chứ. Ừ. Đúng không? Ừ, cái vị béo béo của sữa, chua chua nhẹ của da ua, mùi chuối và mùi chanh dây nó hòa quyện vào nhau. Và bây giờ mình bắt đầu món thứ ba luôn anh ha. Đổi chỗ đi. Rồi, tới Trang. Món này là Emerald, nó là màu ngọc bích. Okay. Màu ngọc bích. Thành phần của nó gồm có nước cam. Và cái này là chanh dây ha anh? Nước chanh dây. Anh cho em thắc mắc cái nhỏ nó thôi là em thấy màu vàng không à, mà sao tự nhiên tên mình màu ngọc bích kỳ anh? Em cứ thử đi. Dạ. Từ từ nó ra màu ngọc bích. Sau đó em bỏ vào khoảng nửa trái xoài. Cuối cùng chỉ là 30 cái đường nước màu xanh. Đường nước màu xanh? Uh-huh. À em hiểu ý anh rồi. Cái này là nguyên liệu bí mật hồi nãy mà anh... Màu ngọc bích. Dạ. Hai cái màu này quyện với nhau sẽ ra màu ngọc bích đúng không anh? Đúng rồi. Cảm ơn Trang, Hằng sẽ làm cái công việc mà khó khăn nhất. Hằng phải nói là Trang xứng đáng được làm bartender. Rất là ngon. Khoan khoan đây, em phải mời anh thử nữa tại vì anh là thầy dạy của em. Thế sao anh? Anh nhận xét chân thành đi, em sẵn sàng nghe mà. Chân thành là rất là ngon. Ngon quá. Mà tao nói làm 3 ly nước mà từ khi trời sáng cho tới trời tối mới xong. Hằng ơi, cái này là Trang nói rồi, cái này là kế hoạch của Trang. Hằng thấy không, hồi chiều hai đứa mình đi biển đúng không? Xong rồi mình về mình làm nước uống. Bây giờ nhìn ở đây, đó, hồ nước trong xanh, không khí quang đãng, hai đứa mình ngồi đây đó, bao lãng mạn luôn. Bởi vì tao nói ngồi đây nghe cái hương vị biển nè, rồi kết hợp với cái phong cảnh nè, làm cho hai tụi mình cảm thấy nó giống như là trong phim Hàn Quốc vậy đó. Nhưng mà Hằng vẫn còn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thiếu gì? Một ngày chưa có đủ. Một ngày chưa đủ. Ê, đừng nói là ý Hằng muốn ở đây thêm ngày nữa nha, để hai đứa mình trải nghiệm hết mấy hoạt động của biển đúng không? Đúng vậy. Giờ sao quyết định chỉ sao? Chỉ có Trang hiểu Hằng thôi à. Quyết định luôn, quyết định nha. Lại thêm ngày nữa. Yeah. Uống nước. Muối trong không khí và cát ở trên tóc. Cơ thể khỏe khoắn và bikini rực rỡ. Tóc dựng sóng và làn da rám nắng. Kiến thức đầy đủ và tự tin chính mình. Tất cả đã sẵn sàng để bạn đón chào một mùa biển lấp lánh. Các cô gái hãy thỏa sức làm mới diện mạo và tinh thần với nắng vàng biển xanh đi nào.